kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Ca Huế của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị, theo một số tài liệu nghiên cứu, hiện nay ở Huế có khoảng 19 điều lý chính. Trong đó có một số điều lý gần gũi với tính chất âm nhạc của ca Huế. Đó chính là sự giao thoa giữa âm nhạc dân gian và âm nhạc cung đình bạc học. Và chất trữ tình luôn là một đặc điểm nổi bật của mỗi điều lý Huế. Trong chương trình hôm nay, thân mời quý vị cùng thưởng thức những điều lý sâu lắng, chứa đựng nhiều cung bậc cảm xúc. Thưa quý vị, mỗi điều lý đều mang trong mình nét đặc sắc riêng có, từ giai điệu cho đến ca từ. Lý Huế với một thể thức ngắn gọn, cân đối và chặt chẽ, thường diễn tả những nỗi niềm hay giải bày tâm sự riêng tư. Đó là những lời tự sự, là nỗi khát vọng về tình yêu. Điều lý Hoài Nam mà chúng ta vừa thưởng thức còn có các tên gọi khác là lý Qua Đèo, lý Chơ Chiêu hay là lý Thường. Giai điệu và ca từ của lý Hoài Nam mang đến sự hoài niệm, nhớ mong, mang mát, bâng khuâng. Cùng với mặt cảm xúc của sự hoài mong như thế, nhưng lý Vòng Phu và lý Tiểu Khúc lại khiến cho người nghe cảm nhận một nỗi buồn da diết, ngâm ngợi và triệt lý hơn. Ngồi buồn
vọc nước dường trăng. Chứ nước sao trăng lặng buồn trăng. Tình đời thế sự
vần xoay trớ trêu sao giờ đây. Ngỡ rằng tháng ngày thanh thản được đáp đến nghĩa ân, nghĩa ân mẫu từ mong ước sao tháng năm an nhàn. Nhưng ngờ đâu ôi bề dâu cuộc đời nỗi sẽ chia cùng nhau những trái ngang bề dâu. Biết rằng đời mình cay đắng chẳng buông lời thở than, nỗi đau riêng mình chỉ xót xa nhỏ nhen cho lòng người vì lời dặn quên nghĩa nhân sao đành. Một lời ước nguyện khắc ghi ngàn sau ái ân tình nhau, đã vàng lời nguyện sẽ kết nghĩa ân tình đậm sâu đến bạc đầu. Xin không chỉ thể hiện tình cảm riêng tư mà Lý Huế còn đề cập tới cảnh sắc thiên nhiên của mảnh đất kinh kỳ. Tuy số lượng không nhiều nhưng qua một vài điều lý cũng đủ cho người nghe hình dung về phong cảnh thiên nhiên, những địa danh hay cả công trình kiến trúc nổi tiếng của Huế. Hi.
chạm bổ tư linh. Long long tình như quý phụ, như như sinh sinh thưa quý vị, cùng với âm nhạc cung đình Huế, các điệu lý Huế đã góp phần rất quan trọng vào nền âm nhạc truyền thống của dân tộc. Những điệu lý mang đầy đủ sắc thái Huế và sự hoàn chỉnh về nghệ thuật trong cấu trúc, giai điệu, lời ca. Lý Huế đã trở thành một mẫu mực mang tính lan tỏa với những âm điệu đặc trưng không thể lẫn với một vùng miền nào. Hy vọng rằng những điệu lý Huế đặc sắc hôm nay đã phần nào giúp quý vị thêm yêu những khúc dân ca của quê hương. Chương trình hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chạm